đã vừa xem qua cái lợi ích của dòng cơn heo cảm biến trên là dễ dàng vệ sinh nó như thế nào rồi chị ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu để xem anh kỹ thuật viên của công ty cơn thủy Giao Phát giao cơn heo thực tế cho khách hàng như thế nào anh chị ha. Với dạng cân này thì đã có hai bánh xe di chuyển rồi anh chị. Muốn di chuyển cân thì chỉ cần đẩy cân đi nhẹ nhàng thôi. Nếu như mà không có bánh xe thì bốn người đàn ông bốn ốc khiêng cái cân này đến vị trí nào đó trong trại rất là nặng nề. Nhưng bây giờ đã có bánh xe rồi, mọi việc nó trở nên rất là dễ dàng luôn. Ở bốn cái góc cân á, thì có bốn cái chân đế mà có thể tân đơ được, giúp cho cân nó thăng bằng trên mọi bề mặt và cân nó an toàn hơn. Còn đầu cân điện tử là mã GWI520 của Zadaber Đài Loan. Đây là đầu cân thủy sản chống nước anh chị ha. Đã chống nước rồi mà được sử dụng trong môi trường để cân heo nó thì càng bền, và được đặt ở trong một cái tủ điện bảo vệ nữa thì cái cân nó càng bền hơn nữa. Cho nên những anh chị nào mà đã tin tưởng và chọn mua cái dòng cân heo điện tử cảm biến trên và cân heo nái dạng này thì hoàn toàn yên tâm về độ bền, và anh chị sẽ không lo lắng về cái việc mà chúng ta xịt rửa cân thì có bị ảnh hưởng gì không. Chúng ta cũng không cần phải lo lắng về chuyện mà chuột nó cắn cảm biến hay dây tín hiệu, tại vì tất cả thiết bị điện tử nó nằm phía trên hết rồi. Cho nên chúng ta mua cái cân này thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng trong vài năm mà chúng ta không cần phải lo lắng gì. Anh chị xem xong video này mà cảm thấy video lúc này nó mang đến cho anh chị nhiều cái thông điệp hữu ích về dòng cân heo cảm biến trên thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Tự Gia Phát anh chị ha, về hướng dẫn sử dụng heo và sửa cân điện tử ạ. Một lần nữa kênh điện tử cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này, và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và chăn nuôi phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.